Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của hữu tình có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Bồ Tát có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 340.